Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái phương pháp ghép mắt. Cho bạn xem kết quả trước. Đã mọc chồi. Ok chưa? Đây là ghép chữ T. Đây tôi sẽ hướng dẫn chi tiết. Chọn mắt bánh T. Chúng ta cắt lên mắt này. Để cắt trên thân cây. Chúng ta cắt một trên thân cây một hình chữ T này. Để cái mắt vào. Ni lông. Đấy. Xong vì khi cái mắt mắt nó nảy mầm nên ta mở mở cái bóng ra cho mắt phát triển như vậy.